Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất trong sự nghiệp báo thủ của anh nhọ. Tuy anh đẹp trai nhưng lại giàu có, vì thế để tiêu bớt tiền, hôm nay anh rủ thêm ông bạn nối khố đi ra một hoang đảo. Quyết tâm phải săn tìm bằng được một chiếc thủy quái siêu ngon để làm mồi cho boss cưng. Tuy rằng không phải phi thuyền, nhưng những ông bạn bị nóc nhà ức hiếp đều tranh nhau lao lên thuyền. Họ đi ra một vùng biển rất ít người đi đến. Anh nhọ vừa xuống nước đã chạm trán một con tôm hùm siêu to, không thể bỏ lỡ miếng ngon này được, anh gồng đít lôi nó ra. Thế nhưng con tôm này đang mang theo cả đống trứng bên mình, tuy hơi báo nhưng anh vẫn biết điểm dừng, vì thế, dù con tôm siêu mờ lem, anh vẫn mang nó quay trở về hốc đá. Cảnh sắc nơi này đỉnh thật, cả rừng cá bu kín lấy anh, trông cảnh anh xuyên qua đàn cá thú vị thật đấy. Sau khi tìm kiếm xung quanh, anh phát hiện ra rất nhiều tôm hùm đỏ ở dưới đó. Ra đây chơi với anh chút nào các em, ta chơi trò nấu ăn nhé. Nghe thấy thế, những con tôm đã cong đuôi bỏ chạy, vì thế, anh vẫn bế được một em. Đã có đỏ thì phải có xanh, chứ đỏ không thì ai mà chịu nổi. Vì thế nên anh nhọ nói các anh em đi đến một nơi khác, phải tìm được chiếc tôm hùm xanh siêu to không về. Họ di chuyển con tàu, đi đến một vùng san hô khác, nơi này đầy màu sắc, nước trong vắt và đẹp hơn khu vực ban nãy nữa. Không biết giống cá bé xíu này là gì các bạn nhỉ? Trông chúng tinh nghịch nô đùa đáng yêu thật đấy, còn cả loại cá xanh lam dường như đang phát sáng kia nữa chứ. Anh nhọ bỗng phát hiện ra sự có mặt của một con tôm hùm. Nhưng vốn tay thối, anh trượt tay khỏi nó, con tôm cong đuôi bỏ chạy, con tôm hùm này siêu lớn, anh không muốn lãng phí tài nguyên như vậy nên ra sức đuổi theo. Anh bạn trên thuyền cũng lao xuống hỗ trợ, dù đã chạm vào con tôm một lần nữa, nhưng anh vẫn không thành công, cuối cùng cũng phải chấp nhận thua cuộc sau pha rượt đuổi vừa rồi. Đột nhiên đúng lúc này, một chú chim sa xuống con thuyền của anh nhẹ nhàng bế nó lên, có vẻ như chú chim đã bị thương ở đâu đó. Anh để nó lại trên thuyền, rồi tiếp tục lặn xuống dưới, san hô tuyệt đẹp với đủ màu sắc rực rỡ, làm sáng bừng cả vùng nước trong veo này. Anh tiếp tục công đoạn mò cua bắt tôm của mình, sao tối mò dễ thế mà ngày lại vật vã như này nhỉ? Sau nhiều lần bắt trượt, chơi trò mèo vờn chuột với lũ tôm tinh quái này, anh nhọ cay cú quyết không bỏ cuộc, cuối cùng cũng tóm được nó rồi. Anh quay trở lại thuyền, chú chim này có vẻ như chỉ bị kiệt sức mà thôi, khi thấy đồng loại của mình nó cực kỳ hưng phấn, vì thế, anh nhọ bế nó lên bờ. Và chỉ giây sau, con chim đã vươn cánh bay vút lên cao, thật may mắn khi nó đã không bị rơi xuống biển. Anh nhọ đã có đủ nguyên liệu để dùng thử lò nướng năng lượng mặt trời của mình, nhưng anh phát hiện ra nơi này cũng là một dạng san hô tuyệt đẹp, chắc chắn sẽ có tôm hùm ở đây. Và dự đoán của anh quả không sai, chỉ giây sau, anh đã phát hiện ra một con tôm siêu bự, vật lộn mãi, anh cũng bế được nó ra khỏi hốc đá, to thật sự các bạn ạ. Trông như này mà nướng thì ngọt nước phải biết, không thể tin nổi, nó nặng gần 4 kg các bạn ạ, rất xứng đáng để được vào lò nướng của anh ngày hôm nay. Anh nhọ bắt đầu sơ chế con tôm, đầu tiên là loại bỏ phần đầu to tổ chảng của nó, bằng những động tác thành thục và dứt khoát, rồi dùng kéo cắt đôi mình con tôm, trông phần thịt chắc nịch của nó kia. Tiếp theo anh cắt nhỏ phần hoa quả mang theo, rút khay đựng trong lò nướng ra, cho tôm và rau củ vào phía trong, rồi bế lò nướng ra một vị trí phù hợp. Nó sẽ cần từ 30 phút đến 1 tiếng. Để chín, anh điều chỉnh máy cho phù hợp, rồi tận hưởng thời gian tuyệt vời với đám bạn báo thủ. Họ lấy ra phần tôm hùm xanh và đỏ, bắt đầu dùng máy nướng thông thường, tốc độ nhanh hơn hẳn, và siêu mờ lem. Sau 30 phút, anh quay trở lại lò nướng mặt trời, cực kỳ mong chờ. Nhìn này, phần thịt tươi ngon, mọng nước, trắng ngon hơn cả ngọc trinh. Các ông anh không nhịn được mà đớp ngay một miếng. Ôi mẹ ơi, hương vị tươi ngon này thật sự quá tuyệt vời rồi, ngon từ thịt ngọt từ tôm luôn các bạn ạ. Không thể quên được cảm giác tuyệt vời của chuyến đi ngày hôm trước, nên chỉ vài ngày sau, các ông anh lại kéo nhau đi đến một vùng biển khác. Tuy rằng nước nơi này không trong như vùng biển hôm trước, nhưng cảnh sắc vẫn không đùa được đâu, bãi cát trắng trải dài, cả hòn đảo hoang sơ và có rất nhiều rùa ở xung quanh. Từ trên thuyền có thể nhìn thấy rất rõ những con cá đang lượn lờ dưới biển, vì thế anh quyết định lên đồ, chuẩn bị sẵn sàng rồi con mông lặn xuống biển. Nước khu này tuy xanh nhưng không trong, tuy nhiên vẫn đủ để anh có thể nhìn thấy được những cú cá đang lững lờ trôi dưới kia, bằng một cú nhắm chính xác. Đan bắn tên, xiên que một em cá mú mọng nước, thành quá đáng đồng tiền bát gạo quá, nhìn kích thước này là đủ biết nó phải ngon lành đến mức nào rồi. Hôm nay trời có vẻ hơi âm u, vì thế anh nhọ muốn tìm đến một vùng biển khác ít động hơn, với hy vọng sẽ có tầm quan sát tốt hơn. Anh lặn xuống một vị trí khá sâu, có lẽ không muốn tốn nhiều thời gian của anh, nên một con cá lớn đột nhiên lao ra, nguyện hy sinh thân mình. Thôi thì em đã có lòng thì anh đây cũng có dạ dày, đan bế em nó lên thuyền cho quen mùi oxy, loại cá này cực kỳ ngon đấy nhé. Những loài sinh vật khác dưới nước vẫn lững thững trôi cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu, tuy nhiên, anh nhọ thật sự đã có một ngày thám hiểm vô cùng tuyệt vời. Nắng mưa là chuyện của trời, tận hưởng cuộc đời mới là việc của ta, vừa thăm thú vừa săn bắn, đúng là những trải nghiệm thú vị. Anh lên thuyền, tận hưởng cảm giác lênh đênh tuyệt vời, lướt trên mặt nước ta như con sóng là khoảnh khắc phóng khoáng nhất trên đời. Khi định quay trở về thì nắng bắt đầu lên, thiên thời như này mà nhân không hòa thì thật tội lỗi, vì thế, anh nhọ để những ông bạn của mình lặn xuống biển. Anh béo nhanh chóng xiên được một em bé tươi ngon mọng nước, cảm giác chinh phục này thật sự đã thử là rất dễ nghiện. Dù rằng không thiếu thức ăn, anh béo vẫn muốn săn dư ra để tặng cho người nhà, đây thật sự đều là những món quà đến từ thiên nhiên.
Anh liên tục bế lên thuyền những con cá hết nước chấm. Vùng nước này phẳng lặng không một gợn sóng, được ánh nắng chiếu sáng lấp lánh như thủy tinh vậy. Được hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp này là điều vô cùng may mắn của cuộc đời anh. Nhà anh ba đời thích núi, đến đời anh thì cực kỳ thích được đầm mình trong làn nước mát rượi và trong lành này. Sau khi đã bơi lội đến mức đói dã rời, họ lấy ra một con cá bất kỳ bắt đầu phi lê nó thành những miếng mọng nước, xóc qua bột rồi chiên trên bếp nướng. Đây chính là món tủ của anh Nhọ, luôn được anh thực hiện cực kỳ thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong những video sau nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.